Hello, xin chào tất cả các bạn. Bọn tôi là Hyper Squad. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Game Vô Tri do Camlot tìm. Và game này sẽ là Pineapple on Pizza. Cái intro đéo nhỉ. Xin chào tất cả các bạn đến với video Dứa trên Pizza. Cái game này tôi được Camlot giới thiệu về một quả dứa nằm trên một chiếc pizza. Thực ra là chưa chắc đã hài nhá, nhưng mà nghe nó hài. Tôi chả biết hài hay không, Camlot giới thiệu thì... Đây này. Đây. Vào phát trông đã biết là hài rồi gì nữa. Họ múa lắm. Điệu nhảy khá sáng tạo nhá. Tưởng là thổ dân mà điệu nhảy khá là mới đấy. Cái thế giới nó đang ăn mừng vì cái gì đó đúng không? Chả biết đâu. Nhưng mà tôi muốn nhảy theo quá. Đố nhảy ở đây. Ôi mẹ nhảy được này. Con nhảy được mà. Mẹ. Họ cứ nhảy mãi. Tầm vông cái bìu à. Anh này tập tầm vông thật này. Anh này thật sự nhảy tập tầm vông. Là sao cả? Game mà họ ăn mừng lắm. Nó đặt tiêu đề phải liên quan gì đấy nhỉ? Mình dứa nằm trên chiếc pizza. Có thì cứ đi đi đã. Nhảy con này. Dân vũ đấy. Mỗi chỗ họ nhảy một điệu nhá. Kia còn xăm. Ôi ngày làm một đéo nữa. Họ đang ăn mừng nhá. Nhộn nhịp cực. Em bế con này. Chị này bế con này chả quẩy được rồi. Thành tựu ấy, tiếp cận em bé. Ông cho tôi vào game mà để làm gì? Em bé. Đây các cháu bé. Approach the kid playing. Tiếp cận những đứa trẻ đang chơi. Đây có mấy bà già đấy. Bà này có ký hiệu gì không? Đây là ông mà. Dâu mà, dâu lắm. Mày xem nách à em. Thế là mình phải làm gì ở trong cái đảo nhỉ? Đi quanh đảo đi. Đây này các chị lắc đít này. Họ lắc theo nhịp lắm. Ngắm thật. Tìm đường lên cái đỉnh núi lúc nãy mà có mấy cái người đứng như đấy đi. Chị này thì búa ngay mình. Cái thế giới này. Sao tự nhiên tôi bắt đầu thấy sợ ấy nhỉ? Đứa nào cũng cười. Nhộn nhịp mà, họ vui lắm. Hawaii. Thế giới này là sao? Họ tập thể dục này. Thế giới này là sao? Ở đằng xa xa ở ngoài biển có bóng người kìa em. Ai đây? Ai? Ô. Chim. Game mòng biển. Game chi tiết phết chứ. Tập thể dục. Họ đang tập thể dục. Này tập cardio rồi, giảm mỡ. Bài tập này khá mệt nhỉ. Các ruộng ngô này. Đấy, người làm ruộng. Mở khóa phát hiện ruộng ngô này. Ờ, có này. Có luôn, phát hiện ruộng ngô. Xếp chung từng ở đây à? Đây, đường lên núi rồi, đi lên thôi. Đây rồi. Cảm giác họ đang chỉ đường cho mình lên núi. Rồi, khả năng là mình... Núi lửa này em ơi. Họ chỉ mình lên núi lửa thôi à? Thực sự là, thật ra nó không chỉ nhưng mà nó... Nóng lắm đấy. Hay là mình nhảy vào cho nó ấm cúng. Bỏng lắm đấy. Hay là thực sự mình phải nhảy nhờ. Hay là mình tìm mấy người trên núi trước đi dưỡng. Đây đấy, có người trên núi này. Ô, đây là bàn tay của ai à? Miếng dứa trên pizza. Xong lại ở đảo. Approach the cliff. Ok, tiếp cận cái vực. Ok. Nó gọi là mép đá. Thôi, chắc chả còn gì đâu. Hay là mình thử tiếp cận núi lửa. Nhảy thôi. Bố mình nhảy xuống luôn cho nhanh. Game nhanh thế nhở. Đi quay quay một lúc xong nhảy xuống nhờ. Game mình ăn liền. Chả hiểu được đâu. Nhảy thật không đấy? Thôi, cho nó bỏng. Ô. Nó dâng lên kìa. Mình được dâng lên thì mình còn chả chết. Ngạt núi lửa, thế là dâng chết hết luôn. Thôi, thế là các cháu ở dưới chết dần. Đi xuống dưới xem nó chảy xuống xem phản ứng của cái thằng nó bị chảy vào người xem như nào. Cười lắm này. Họ vẫn chả quan tâm đâu, họ cười lắm. Miếng dứa trên pizza là cái gì? Chạy đi, chạy đi các bác ơi. Ôi, thôi, họ hét lắm. Ôi. Thôi. Ôi. Nóng lắm, hơi khá bỏng nhé. Ôi. Sao mình lại cười nhỉ? Kinh phết. Chết hết rồi. Nhạc to hơn nhá. Nhạc lại sôi động. Nó vẫn ăn mừng rồi. Bọn này không chạy rồi, bọn này vẫn cứ ở đấy ngồi cháy rừng. Thôi. Đấy, how low can you go đấy, nhìn cái bên phải đấy. How low can you go? Bạn ơi! Đây là... Sao bố mới cứ có cảm giác bố đang mơ ấy nhở? Dậy đi! Hài phết! Họ hét lắm em ơi! Mà vẫn nhảy được thế mới kinh! Họ hét lắm nhưng họ vẫn nhảy lắm! Thảm họa tự nhiên. Ô, chạy rồi đấy. Chạy rồi này, chạy rồi này. Bắt đầu biết chạy rồi. Bạn ơi, đi với. Đi thật này. Được đi thật. Mực đi thật này, thằng này mặt hết cười rồi. Hết cười nữa rồi. Thôi. Cá mập kìa. Con gì ở ngoài biển kìa, con gì ở ngoài biển kìa. Cá mập ở ngoài biển. Có thằng đang bơi kìa. Thằng đang bơi đấy kìa. Thằng đang bơi. Có thằng chó bơi đấy không kịp. Ôi. Thôi. Ôi thôi. Gì đấy? Vào thuyền mình là đẹp luôn. Vào đúng thuyền mình. Thôi. Thực sự hình như nó đang là cái pizza sao.
Vì nó zoom lên miếng dứa trên pizza này, nhìn như cái pizza này. Đây rồi, miếng dứa trên pizza. Chính là đây. Vô chi vãi. Miếng dứa trên pizza ấy. Chả hiểu đâu. Game mới chả gủng. Mày hết rồi em ạ, chả cần edit đâu.